Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay em Tuấn có một video mới xin giới thiệu với quý vị các bạn. Hôm nay em Tuấn xin phép được giới thiệu một chiếc đài Sony 1133S. Đây là một chiếc đài Sony cực kỳ hoàn thiện nhé, dành cho bác nào thực sự yêu cái dòng đài này. Giá cũng khá là cao nhé. Em cũng xin nhấn mạnh lại là giá khá là cao. Vì sao? Vì là cái đài này rất là đẹp, là một, thứ hai là đang còn rất mới, thứ ba là nguyên bản từ A đến Z nhé. Ba cái vấn đề này là ba cái tiêu chí quan trọng. Đây là dòng Sony 1133, dòng cơ đứng nhá. Dòng cơ ấn từ trên xuống, siêu bền và cây này là cây cực đẹp. Trước đây em đã bán rất là nhiều dòng 1133 nhưng mà giá cả nó khoảng từ 1 triệu 7, 1 triệu 9 cho đến 2 triệu 2. Nhưng cây này nó đẹp hơn nên là giá nó sẽ cao hơn các bác nhá. Em sẽ quay chi tiết ở bên phải này. Loa zin hết nhá, toàn tập luôn. Và cây này tiếng cực kỳ là mạnh luôn, tiếng rất là hay, rất là uy lực. Phần cục giữa nhá, các bác nhìn phần chrome này. Đấy, phần chrome mà chưa hề xước sát một tí nào luôn nhá. Đẹp xuất sắc. Cửa băng trong nhá. Mặt mũi này rất là ok. Model này, CFS 1133S. Hai núm volume và tuning là zin nguyên bản hết nhá. Đặc biệt là cái phím này phẳng tắp luôn và còn nguyên chữ nhá, chưa mờ một tí nào cả. Đây là dòng 1133 mà đây là một những cái cây là cực đẹp, zin nguyên bản hết. Trên nóc này. Rất là đẹp. Rất là mịn nhá. Hầu như chưa có sức sắt một tí nào cả. Loa zin hết nhá. Từ kể là cái e-căng này này, đấy thỉnh thoảng có một tí bụi bặm nhưng mà bọn em chưa có sơn tút gì cả nhá. Đây là e-căng zin nhá. Chữ Sony này. Chữ Megabat này. Tiếng cây này cực kỳ uy lực luôn, công suất còn rất là tốt. Tiếng băng cực kỳ sáng luôn nhá. Rất là đẹp. Đó, cái nhìn hình cục giữa này. Đấy, đẹp này, chân này. Phần chrome mặt. Đây là phím chức năng nằm đây nhá, băng dây radio và line, cây này line zin theo máy nhá. Đấy, đây là cân loa trái phải này. 5 cần gạt của equalizer này. Bên này là 4 băng tần của radio nhá. Bên này là dò sóng, còn bên này là volume chính. Em sẽ quay qua đằng sau cho các bác xem luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Zin nguyên bản hết nhá, vuông thành sắc cạnh. Đây là một cây rất đẹp và giá tất nhiên cũng cao hơn các cây khác một xíu. Ok, em Tuấn sẽ test qua phần băng dây nhá. Tiếng rất hay. Hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mơ gì? Thật lòng mong ước hãy nói đi em. Em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật yêu rồi, em chớ giấu hay ngại vẫn chuyện mình tương lai trong lòng mơ chi. Em đừng ôm ấp hay dây bày cùng lòng anh. Tiếng cực hay luôn, tiếng băng cực chuẩn luôn các bác nhá. Đây là một chiếc đài mà cái đầu từ nó còn rất là tốt, rất là mới nên tiếng cho ra rất là tốt nhá. Đặc biệt là phần công suất của nó đang còn rất là ok luôn nên cho ra tiếng chất loa rất là mạnh, rất là ấm. Và tiếp theo em Tuấn sẽ test qua phần radio. Rất là nét luôn nhá. Cây này nó hoàn thiện luôn. Thấy là có FM này.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Huy Hoàng. Tạm dừng ít phút trước khi quý vị các bạn cùng nghe bài siêu nét Tâm Hồn Người Cơ Tu theo điệu em đang mở âm lượng ở cái mức độ số 3 thôi. Top 5 nữ trình bày. Đại học đủ tiền để học cao đẳng, không đủ tiền học trung cấp thì chúng ta lựa chọn một cái ngành nghề nào? Phí đào tạo lại cho địa phương ạ. Cũng về cái bồi hoàn chi phí đào tạo thì chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Lan Ngọc Trung ở huyện Bình Liêu. Các quy định triển khai cụ thể lúc đó mới áp dụng xử phạt. Còn thời điểm 25 tháng 8 tới đây là thời điểm nghị định 45 có hiệu lực chung, chưa phải là thời điểm xử phạt. Đó là siêu nét luôn đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần AM ở dưới cùng đấy nhá. Các bác gạt cái nút chức năng này xuống dưới cùng ở MW đây. Thì chính là sóng AM. Trả lời như sau. Tức là tại khoản 1 điều 13 nghị định số 141 năm 2020. Mặc dù em ở đây bật rất là nhiều đèn LED nhưng mà cây này bắt rất là mạnh. Nên là mới có câu chuyện chúng tôi dám thực hiện cái chính sách là ký cam kết việc làm và không có việc làm chúng tôi trả lại học phí. Thì đấy là cái gì? Ok, chúng ta sẽ test qua phần chức năng CD Line-in nhé. Ở đây nó ghi rõ này. Tiếng cực kỳ là phê luôn. Tiếng bass rất là mạnh. Loa trái, loa phải, rất là cân loa luôn. Equalizer này, rất là nhẹ nhàng, tiếng rất là hay. Chiều đi trên phố trời mưa, lòng mang những nhớ người xưa. Ngày nào hai đứa thường qua con phố. Ok, kết thúc trước cái video mà em test trước đài 1133S thì em xin báo giá luôn. Giá em đang giao lưu với giá 2.600.000 đồng nhá. Bao ship tặng một cuốn băng cho các bác. Nếu bác nào chuyển khoản cọc cho em trước 500.000 thì số tiền còn lại là 2.1 triệu thì các bác có thể là nhận đài, kiểm tra đài và thanh toán cho bưu điện. Còn bác nào mà chuyển khoản đủ 2.6 triệu thì em sẽ bao ship cho các bác nhá. Đây là một cây đài thực sự có giá trị luôn. Cây đài rất là mới, rất là nguyên vẹn và rất là đẹp. Nguyên bản từ A đến Z luôn, từ đầu luôn. Hoạt động rất là tốt. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn nhé.